Rồi, ngày mới mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Song VTV. Chúc các bạn một ngày tốt lành và nhiều điều hạnh phúc. Sáng hôm nay hai chồng mình đi về bên vợ sớm là đi tắt đìa nha các bạn. Hiện tại là mình đang ở trước cửa sân nhà của ba mẹ mình. Thì hôm nay sáng mưa sớm. Giờ này mới 6 mấy à. Mà chuyển mưa. Hồi nãy có đám mưa lớn lắm nhưng mà mình không có quay cho các bạn xem được. Hổm gài nắng không à, mà hôm nay á là tắt đìa cái mưa các bạn. Không biết sao mà phơi khô được đây. Là mấy chị em đang tập hợp ở phía trong nhà. Để mấy người đàn ông thì tắt đìa, còn mấy đàn bà thì mần cá để làm khô. Thời tiết hôm nay mưa hoài, không biết là phơi khô được không. Xung quanh trời là âm u luôn các bạn. Trời mưa lá cắt. Ở quê này nghe tiếng mưa là rất là buồn. Kì. Hiện tại là mấy anh em đang chờ tạnh mưa để qua bên mương tắt đìa nha. Hôm nay là tắt đìa của cậu Năm Mập đang nằm giống à. Nè giờ vợ phát mọi người cái bánh tiễn ăn đi dằn bụng đi. Đang trời mưa nè, rồi có con chim khách nó lủi vô mái nhà của ba vợ mình nè. Các bạn thấy không? Chỗ gốc nè. Hiện tại là mấy anh em mình đi chuẩn bị đặt máy bơm nước nha các bạn. Đây chút xíu mình sẽ tát cái mương này nè. Cặp mấy mương có cây bình bát. Được mấy trái mà chưa có chín. Mấy cây này lên bỏ to lắm. Mấy cây này hả? Cây một cây ha. Cái nữa không? Để xuống đi, cái nhỏ. Để xuống. Dính đây ca, dính cho lật lại đây ca. Để ca đi. Sao vậy ra? Nữa. Nữa. Rồi. Cái này mưa xuống rồi, thấy cái này chắc cả tiếng à. Mấy anh em chuẩn bị bơm nước tắt cá. Còn phía bên đây là miếng đất của cậu Năm nè. Trước mình có quay cho các bạn xem đó. Giờ ba chú đốn chân. Giờ lên ba cái clip này nè. Để dưới bơi cái mô nè. Để chuẩn bị trồng mít. Mít nghệ gì đó. Mít đỏ. Tình hình thời tiết hôm nay chắc mưa chắc tới chiều quá. Thấy là không có hé được miếng nắng luôn. Xung quanh miếng đất âm u ấy. Mấy cây măng cầu cặp bờ đời của ba giờ nó sống lại kìa. Hôm bữa được rồi cứ nghĩ là chết. Mưa xuống rồi nó tốt lại. Nãy đó đám mưa đầu tiên nãy lớn dữ dằn. Thế tấm đằng nó chặn mấy cái rồi hả? Ủa?
chuẩn bị cái công tác bơm nước ra cũng không hề đơn giản nha. Rồi, khoảng chừng 40 phút sau là cái mương nó cạn nha. Bơm nước ra ruộng. Dạ. Đó, đám cưới dễ trơn bơi. Nghỉ trơn luôn, bây giờ là không biết ngày luôn. Được rồi, con nói là con đi hai chồng đi chụp bấm bấm đó, giờ người ta không biết ngày, chỉ chụp thì bỏ đó thôi chứ không biết ngày. Rồi, khi nào mà có ngày người ta cho hay, trước 10 ngày. Là đám tới tháng 6 rồi đó. Mà giờ không biết ngày luôn. Dạ. Ba mình thì đang xới mấy cái đất trong cái mô đó để chuẩn bị trồng mấy cái cây mít nha. Xới ba cái phần lên để cho mưa nó xuống rồi nó thấm vô ba cái phần. Thôi. Bắt tay không bắt cá luôn đó hả? Cậu Năm mới dọn mấy cái gô muống nè các bạn, rồi bắt được con cá gô nè. Tại vì con cá gô này nó bò vô đám gô muống rồi, hình như trên gô muống, lóc trên đám gô muống rồi bắt được con cá gô nè. Bây giờ mình chuẩn bị lấy cái thùng để đựng cá nha. Trời ơi, con cá bự kìa. Wow. Đâu rồi? Bán quá luôn hả chồng? Kìa nữa, kìa nữa, kìa, có cá lô không chụp đâu. Cho nó đứng im đi. Nó im đi rồi hả, chụp cái đầu đó. Hôm nay cả gia đình mình tắt cá để dự trữ ăn mùa dịch nha các bạn. Hạn chế ra đường, ở nhà ăn cái đồng thôi. Cái sạch vàng này mình là làm khô cũng ngon. Hai chị em chỉ đi cặp bờ đê lụm. Ừ. Chút xíu là kéo là sẽ thấy ham luôn á. Cá là phải lấy giò đạp ha. Lấy giò đạp lại. Trong lúc thời gian chờ nước cạn á thì Tú với Xuân đang dọn rau muống vô cho nó cặp mấy mương này các bạn, để một hồi mình dễ kéo lưới nha. Dọn từ giờ cũng gần xong rồi.
Ôi rồi, cái lắm. Ôi con cái lắm bự kìa. Ôi con cái lóc động bự. Ông nào mẹ ơi. Trời ơi trời, còn giấy nữa. Ôi lóc động ngon, hết sức ngon luôn ha. Bù luôn. Còn cái gỗ đó đó. Ừ. Đâu mà ông đại tuốt bởi ông nhìn qua đây cũng thấy hay ha. Dân dân chuyên nghiệp về cá hả? Dân chuyên nghiệp về cá mà. Cái đề này nè, thấy được hai con cá lóc là thấy có cá lóc nhiều đó. Cá đề này đây. Quên lọc nha. Quá à, cá quá tú rồi. Không lấy ra để đưa đầu đó. Tụi con cá chơi dạng nè. Có nhóc chân. Ít hồi mấy năm trước, cái chú ơi. Mẹ rồi sao lên không đẩy? Chú mày hãy xuống bờ đi. Lội xuống chi mày. Người ta có đến tốt rồi. Ốc gì? Ốc bù dạng. Ốc bù dạng hả? Bắt cho bị miệt ngoan. Bìm bìm năng ốc hả? Nhớ tao lấy quần sọt cái mặt đủ mặt như vậy trời. Cứ nghĩ là nó không có bị lúng gì. Thằng ơi trời, cái đất liền không bị lúng. À, dẹ quá lúng. Cá gì trắng hay vậy? Ừ. Ờ, lụm dính con cá chà trắng chà bá luôn này các bạn. Rồi, bây giờ mấy anh em chuẩn bị đi qua cá mương cái đìa thứ hai kéo cá. Đìa này không có cái sạc rồi. Qua đìa bên bển không lại? Rồi, bây giờ là chuẩn bị qua đìa kế bên này các bạn. Đìa bên đây nè, đìa lúc trước mình có quay cho các bạn xem rồi đó. Bây giờ qua đó kéo cá sạc. Bên đây không có cá sặc rồi. Từ giờ mò mò là mò cá lóc, cá chơi, với cá gù phi, cá hắc lát. Lâu kiến. Đa phần là cá lâu kiến nhiều. Nhỏ con mà nó cá hay. Dạ, con Quỳnh nó cá hay lắm luôn. Hôm hôm xin có gửi clip không? Thôi đi bà nội, Quỳnh nó cá có nghe được gì đâu mà hay. Đây sợ luôn rồi cho nghe. Không có gan muối. Kỳ anh dễ gan muối có không? Gan muối thì nó ngon hơn. Cá lóc kiến mình ăn muối ngon hơn. Wow, con cá gù phi này nó mập nè. Cá này đâu nó nổi lớn đâu. Bự mà, mập mà. Ờ được, con cá lóc này nó bự mà nó ốm nhách nè, và thòn. Này cá không được mập. Cả mùa dịch mà có được mới cá này ăn cũng im rồi. Bên đó ha, nếu mà tát hót rồi đó ha, cá sặc mà không một đống không sợ. Rồi được một thao cá rồi, đem về gọng nha. Cái đìa bên đây của cậu Nam Xuân á thì đa phần là cá đen nhiều, cá lóc, cá chê, cá cua phi. Rồi bây giờ mấy anh em chuẩn bị qua cái đìa kế bên nhà của ba. Đìa này là sẽ kéo cá sặc nha. Kiếm bậy mới cá sặc để phơi khô. Chắc này trời cũng nắng rồi. Hả? Đi xuống sình luôn á. Trời ơi, giá bộ chi thì cố quay lại coi chồng bà kìa. Trời ơi, đồ hồi nãy đẹp lắm bà, sao bây giờ. Hồi nãy ra thấy đẹp trai lắm. Này ra là biến này của 300 ngàn. Giá này là sình không. Trời ơi, ngon không? Ủa, cá lấy cái gì không? Thấy thẻo đẹp quá vậy? Cá cù phi hả? À, lựa ra được mớ cá thắt lát cũng nhiều quá nè. Cái này cũng được 2 kg à. Còn bên đây là cá lóc với cá rô với lươn. Còn thao nữa. Còn thao cá là được sao mà ít hơn được này. Thiên về luôn đi, sẵn mặn luôn. Trong cá rồi thấy.
rồi ngoài xăng á, cái thùng ngoài xăng á, mấy bên không hề mấy bển á, mặt như đó hồi đen vậy trời. Khoan, nó xịt mô tô. Cái lát không nhiều quá đó. Đây nè, ông đây. Em biết đâu hơn hồi chứ với mặn ông mớ để gan muối đó đó. Dùm. Anh đem cái thau đó anh đổ vô đây giùm em coi. Trời này miếng này mà khô bái. Nắng rồi chị. Rồi. Mùa thưa này sạch hay yếu ha. Anh bắt cá anh đổ vô cái thau màu vàng giùm em đi. Rửa thau cái đi. Dạ. Anh không thôi. Mượn với anh em không ạ? Cá thắt lát bỏ bên kia kìa. Cá tù tiến ở dưới kia kìa. Hôm bữa bán cá trắng, cá sặc với cá mà vinh đâu nó 1.8 vậy đó. Qua bán con này đó. 1.8 như bán này. Này con hết 400 rồi. Bán gì nó tiện gì đó. Bán vàng buộc. Cá này nó cũng không có đâu. Cá lau kiến thì mình thả vô cái hồ này. Cái hồ ông ba ông xây để chứa nước nè, giờ là chứa cá luôn. Quay cái lưng thao lại. Cho mấy con cá chùi kiến nó chùi, nó chùi mấy cái gông rồi nè. Hôm bữa là gông đen giáp cái bồn rồi luôn. Bây giờ nó chùi với sạch bồn hết trơn. Thu hoạch sáng giờ mò đè được nhiêu đó. Có còn cái lóc bự mà hay ớm. Ờ, có con cá. Người ta đây là dùng phút. Đặt tiền đó cũng 30 triệu một đêm một. Rú. Rồi bây giờ mình lựa bậy mớ cá thác lát nhỏ để làm khô. Chị hai cho nó cá thác lát này, mấy cá nhỏ mình mặn khô ăn ngon lắm, không có xương. Giờ lựa mớ cá thác lát nhỏ để làm khô nha. Ê, tao làm coi. Nhảy, sao ông nhảy cái mạnh lắm. Rồi tự nhiên ông sụng cái chi vậy Tống? Sạch dãy, sạch gông. Cho sạch nhớt. Sạch gông. Gông hả? Cá này có làm gì có nhớt. Nhớt ở đâu mà dính được cá đâu kiến này. Nó tự làm sạch gông luôn, không nghĩ ra nhớt đâu được. Cái mày chứ qua mà con mày rồi đó. Hôm nay mấy anh em tắt đìa thì chút xíu là sẽ làm bị mớ cá đầu kiến để gân muối và thịt xả ăn nha. Hồi nãy cá đầu kiến là cắt kỳ rồi, rồi xong rồi bây giờ chuẩn bị rửa sạch mình chải, lấy mình chải trà cho nó sạch. Vậy là mấy con cá thác lát lớn này là mình mặn để làm chả. Chồng mặc đồ không vậy? Có bà chị ruột, có bà chị vợ mặc gì đó. Với ông đại bộ nữa không? Cá thác lát mấy con nhỏ thì mình làm khô, còn mấy con lớn thì làm chả. Bà chở đi cho nó gọn bà nội ơi. Con cái gọn thảo nữa. Rồi bây giờ mấy anh em chuẩn bị kéo lưới. Kéo lưới cái đìa thứ hai. Kéo lưới để kiếm mớ cá sặc làm khô. Để giữ chữ ăn mùa dịch. Cái này nắng lên rồi. Kéo lên lưới cá là mằng rồi, ra mình phơi là tới chiều là nó cáo gáo rồi. Hôm nay chắc đâu còn cá cha hả? Vô đuổi không? Vô đuổi không? Đuổi tiếp không?
này bắt mắt gốc cây rồi. Cũng khá chứ. Đó, có cá mà dinh luôn. Hồi nãy ấy cái địa bển không có cá mà dinh ha. Cái giữa nó hư gì vậy? Rồi chuẩn bị kéo tay lưới thứ hai nha. Mong rằng là tay lưới thứ hai sẽ được nhiều. Nãy ba qua ba chỉ kéo sát qua mí bển á. Đây. Mấy con cá nhiều. Có cái điều ở bển là bắt hồi nãy bắt cá rồi chị, bắt cá rồi nãy bắt nãy cá không có kéo tại vì sình không à, không có kéo. Rồi giờ qua đây kéo, ở bển không có cá sạc, bên đây mới có cá sạc nè. Ở bển được rồi, sưng nó bơm ba cát rồi nó chảy xuống đó rồi chết ba cá sạc chân rồi. Cái mẻ thứ hai này có lý rồi nha, tại vì anh đại anh đuổi cá, lấy cây anh đuổi cá nãy không đuổi. Chắc ăn là có cái sạc đó, nhưng mà là ít hay nhiều thôi. Đủ rồi bay. Chín rồi, anh Đại với Sưng tác địa này rồi mà. Đây là ăn mót thôi. Hả? Thì cái này là ăn mót. Chín rồi đâu, cái 100 kg cá sạc. Mày là tại sao cái tốn làm miếng nè, dân kém nữa nè. Ít hơn cái nãy rồi. Hết cá rồi. Đúng không lủng cũng gì. Thôi nghỉ về ăn út luôn. Đây về cho nó mặn luôn. Hai con lần vậy đó. Rồi. Về. Về. Không. Thứ hai về bắt gà luôn. Hai để trong bữa thì má có không? Không. Hả? Ê, có con gà nấu cháo với bằng cá nấu cháo ngồi bự ăn. Cháo không? Ừ. Ăn cháo đi. Không? Ăn gì cũng ăn. Cái mình mót được có mình mót được có mới cái sạch à. Tại vì được rồi là Sưng với Úc đến là đã bắt tắt địa, đã bắt hết đâu cả 100 kg cá sạch rồi. Rồi hôm nay là mình bắt mót nha. Xuống này mót cá. Bắt gì? Thì bắt gà không? Bắt gà thì nghỉ rồi, ta đi về đó. Không có gì. Hôm nay hai vợ chồng mình xuống thì cá nó không có chạy nhiều rồi. Chỉ có chạy mấy cá lóc, rồi cá chê, rồi cá hắc lát. Rồi cá sạch thì được con mớ, hồi nãy kéo hai tay lưới rồi được chừng nửa ký cá. Thấy hồi nãy cá rô phi con nhóc chân giờ mà ra được chừng 3 kg gì. Lóc tương hết rồi mà. À. Lóc tương hết rồi. 2 kg hay 3 lại không có mất. Có 3 kìa. Ủa con tay đâu rồi? Mới chơi đâu mất rồi. Bên đây thì chị Duyên đang mằng cá lô kiến. Chút xíu là cá lô kiến này á. Mình này gan muối hay sao hay lục xá vậy? Hả? Không biết nữa, gan muối gì ăn. Lộn. Rồi có chưa? Có chưa? Nè. Lộn. Ủa. Lấy. Tiếp tục. Rồi anh Đại anh bẻ được ba trái xài, chút xíu gan muối cá lô kiến ăn rồi mình tách mấy trái xài ra ăn luôn nha.
gắn nhét hết không? Không lấy hai nồi đi. Hay mình gắn hai nồi. Hôm nay mấy anh em đi tắt đìa thì tát được thêm con gà này. Nói vui nha, con gà chị Hai mới cho. Được 4 con cá dê vàng. Cá dê vàng này giờ chỉ kho thôi. Kho mới ngon. Đúng món mà có gừng nữa ha. Hôm nay nội mình ăn cá không đã xỉn rồi. Cá lô kiến rồi cá chê vàng rồi cá lóc tính làm gian rồi chị. Chiên luôn hả? Cái dừa gần nhà ông ba trái nhóc trời ha. Trái chưa to, dừa này dừa dâu phải không đến? Con trái dừa nhỏ kìa. Nó hư kìa. Mà nó kẹt đó rồi, không có rớt xuống đâu. Rớt xuống nón lá rồi, nón lá chị chịu lại rồi. Tới không mua bia gì hết, đi trời. Rớt bên đầu á. Bên đây là được hai nồi. Một nồi này thì gắn muối, cá lô kiến. Còn bên kia là luộc sả cá lô kiến nha. Chút xíu chín xong rồi mình dọn ra ăn một lượt luôn. Vẫn là cậu Năm Mập làm đồ ăn nữa. Cá chê vàng mình chiên nè. Còn cá lóc. Cá lóc chín không các bạn. Cá lóc thì khâu queo. Chút xíu con gà thì hấp đủ. Cái này là ăn là cá gà là nó xay luôn. Hôm nay là cả nhà mình xỉn mồi rồi. Ăn toàn là cá đồng. Hôm nay cậu Năm Mập là vừa tắt đìa xong rồi là lên đây là làm phở nấu luôn nha. Quá giỏi luôn. Cậu Năm đang làm là canh chừng 4 món luôn đó. Là một nồi cá lô kiến, luộc sả, cá lô kiến gân muối. Rồi bên đây là cá chê vàng chiên nè. Còn bên kia là cá lóc đồng mình khô queo. Chút xíu mấy chị vô và mấy em vô thì làm cái món gà sao. Hai bà cháu gì mà không đau bụng đâu gì hết trơn trời. Mạnh rồi. Còn mạnh. Bánh mì nó ăn cũng được chứ đâu sao đâu. Thằng Viên nó ăn có nhiêu? Có 5 ngày đó, bánh mì để 5 ngày à. Đâu 5 ngày trời. 7 tới giờ đó. Không có. Mới đám dỗ. Anh dỗ bữa sao ba? Ba. Mà còn ngoài lọ để mấy bữa không biết nha. Mới đám dỗ mà nhà ma Phật đây. Thì bữa tao vô đây chứ đâu. Bữa đi lãnh thuốc thứ 7 chứ đâu. Vậy mà mẹ lúc ăn mày không nghe mùi mốc hả? Mốc mấy gì đâu. Tao thấy bánh mì cắt cắt tao nghi. Tao nói ủa sao mà có cắt cắt. Sao mà nó không cứng. Mẹ em bút nữa. Chữ nữa bánh mì ngọt. Vô cũng ngon. Một trang. Chua mẹ. Ông Quỳnh nó nói là lỡ cái nhà có sập ra chuồng dê ở. Ai dễ chuồng dê sập chứ. Sập rồi hả? Ông chợ bữa hôm nó lộn mèo là ngược trở lại. Rồi cá lô kiến đã chín rồi nha. Cá lô kiến gan muối. Còn 6 lon với mấy lon kia uống vô lon chết đó. Còn 6 lon ở trên bàn thờ. Mấy con ở trên biết chín không ha. Đi cần đó thì nói giờ anh ơi. Ăn còn ngon không? Vì là nói đó giờ ông đại ơi, ông ở giờ đó.
anh Đại anh làm cái chén muối ớt giống mình đó chả, bỏ đường ngọt muối ớt. Ủa để anh đéo ngọt nữa hả? Còn đâu anh giống em rồi, không giống hai chồng đâu. Gì là không giống rồi. Chả nó ăn không có bỏ bột ngọt. Đường muối ớt đàng hoàng. Càng tiêm bút luôn. Hôm nay cả nhà mình tắt đĩa cá xong rồi cái lên đây cái mỗi người một nhiệm vụ là người thì đâm ớt đâm muối với ớt rồi người thì bầm tỏi, nó tóm lại là mỗi người mỗi nhiệm vụ mới có ăn. Kêu rồi dĩa bỏ gì còn không, thêm vài cái nữa. Rồi cảm ơn. Rồi mọi thứ đã sẵn sàng, mời các bạn cùng dùng nha. Cơm cha kìa, ăn này nữa không? Cái đốt cha.
bên đây là sòng cá lau kiến, còn bên đây là sòng cơm, cơm với cá đồng. Rồi vợ đâu ăn kìa, ăn có ăn nguyên tô mì luôn vợ, ăn cá mà ăn với mì hả? Cơm xong thì ông trời mưa dông tới các bạn ơi. Thôi mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Các bạn xem xong nếu thấy video hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh, nút like, nút share để ủng hộ kênh mình nhé. Rồi mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye nhé.